Thầy đọc trước các trò đọc theo thầy nhá. Bướm vàng đậu đọt mù u. Bướm vàng đậu đọt mù u. Lấy chồng càng sớm lời du càng buồn. Lấy chồng càng sớm lời du càng buồn. Buồn riêng rồi lại tủi thân. Buồn riêng rồi lại tủi thân. Hai tay áo vải ướt đầm cả đôi. Hai tay áo vải ướt đầm cả đôi. Biết chừng nào con cá phi ra khỏi vực. Biết chừng nào con cá ra khỏi vực. Biết chừng nào hết khổ cực thân em. Biết chừng nào hết khổ cực thân em. Ôi giỏi lắm các con, giỏi, học rất nhanh. Nào Mão, không tập trung, đứng dậy đọc lại cho thầy nghe. Bướm vàng. Cho con đọc ạ. Bướm vàng đậu đọt mù u. Em chồng con cò lặn lội bờ ao. Gặp phải cành mềm. Cái gì? Múa quạt đuôi công. Quá hay con à. Thế con ra đây đứng úp mặt vào tường cho thầy nhờ nhá. Sao lại thế? Con là con của thầy mà. Con rời thầy cũng phạt nhá. Bu mày đi vắng rồi, không ai bênh mày đâu. Ra mau. Dạ. Được rồi. Đấy, nhìn lên vào gương. Ôi sao hôm nay vắng thế nhỉ? Thế này thế nào hả Thi? Thầy hỏi con thì con biết hỏi ai ạ? Thế thầy không hỏi con thì thầy biết hỏi ai? Cái này là cái gì đấy? Con không biết à? Không biết à? Ôi giời ơi, trông nó cổ quái thế này mà thôi thì để cho thầy, để sáng mai thầy luộc thầy làm cái bữa sáng cũng được nhá. Thầy ơi, thật ra thì con biết là thằng Tèo nó nghỉ được 4 hôm rồi. Đấy, đúng chưa? Lần cuối cùng con gặp nó là lúc nó thuê con làm cái này với giá 1 đồng. Mà. 1 đồng? Thế à? Con là vướng vào cả cái tội bao che cho nó nữa. Thôi, tí nữa mà hết giờ học, các con đến nhà nó xem nó thế nào. Cái thằng này bố láo, lừa thầy, dối bạn. Nào, thế đưa 1 đồng ra cho thầy. Con làm gì có tiền ạ? Thế cái tiền mà nó thuê con làm cái này này, 1 đồng của thằng Tèo đấy. Nhưng của con mà. Thế con thích nộp 1 đồng hay là thích ra đây đứng úp mặt vào tường mấy cái mão cho nó vui? Hả? Đưa đây. Này ạ. Thi ơi, nghĩ tí nữa thằng Tèo nó có đi học không? Chắc là không đâu. Sao mày biết? Thì khó. Mày nói gì tao chả hiểu gì cả. Thôi tao không biết đâu. Đi nhanh lên đợi tao với. Chúng con chào thầy ạ. Chào các trò. Thế hôm nay có mỗi 2 đứa đi học thôi à? Vâng ạ. Con ít, nữa chứ ạ? Ít quá, 3 đứa cũng vẫn ít. Thầy mà dạy thì phí cả mõm của thầy. Này, hay là tăng tí tiền học nhé. Không ạ. Thầy dạy 1 người cũng thế, mà dạy nhiều người cũng vẫn như thế. Sao thầy lại lấy thêm tiền? Cái bọn ma lanh này. Mão ơi, đến bữa rồi dậy ăn cơm đi con. Mão ơi, nghe thấy thầy gọi không đấy? Mão, không dậy à? hay là chê thầy nấu cơm không ngon? Con bỏ bữa mấy hôm, người ngợm gầy nhom nha. U con ở trên huyện về, lại mắng xa xảo mặt thầy là không biết nuôi con. Khen đi, con không đói. Hay là ướn rồi? Thầy xem nào. Quái lạ, không nóng, không sốt. Thế con không sơi thì mình thầy sơi vậy. Còn thừa đâu, thầy đổ cho chó ăn nhé. Sao mày lại biết tao ở đây? Thì bọn trẻ con nó nói chứ ai. Mày nói đi, bây giờ bọn mình phải làm sao? Làm sao tao biết làm sao. Hay là tao bảo thầy U tao hỏi mày cho tao nhá. Không được đâu, tao không lấy mày đâu. Này nhá, thầy tao bảo là tao sẽ được lấy anh quan nghề đấy. Nhưng tao với mày đã... Không biết đâu, nghĩ cách đi. Không biết đâu. Im ngay, dân làng người ta biết ngay bây giờ. Vậy ta bảo nhất nhị tam tứ ngũ lục. Nhiều em này chết. Thầy tao cũng có cái này mày ạ. Tao hỏi thầy tao cái này là cái gì, thầy tao bảo là bóng bay. Tao bóc ra, tao thổi chơi thì bị tét đi mày ạ. Hóa ra ấy, cầm cái này thì cầm tay chạm chân cũng không có con mày ạ. Nhưng tao không muốn lấy mày đâu. Mày nghĩ là tao muốn lấy mày à? Tao không muốn lấy mày đâu. Không biết đâu. Tao không lấy mày. Tao không muốn chạm vào người mày nữa đâu. Tao sợ có con lắm. Thầy Đồ, thầy đây rồi. Có tôi đây. Tôi sang tôi hỏi xem là không hiểu tại sao thằng Tèo nhà tôi mấy ngày nay nó không dám đi học. Thế nó làm sao hả bác? Nó bảo là nó sợ làm con gái thầy chửa rồi đẻ ra em bé. Vô lý. Bác nói như thế là xúc phạm đến danh dự con gái nhà tôi đấy. Thì chính chuyện đó nên tôi mới sang để hỏi thầy đây. Tèo. Dạ. Vào đây với thầy. Này này, tôi nói cho bác biết nhá, danh dự con gái nhà tôi cũng như danh dự cả cái dòng họ nhà tôi, bác không thể nói nhố nhăng thế đâu nhá. Mẹ con là cái Mão đâu? Ra đây. À đây rồi. Có cái Mão đây rồi. Đây nhá. Bốn mặt một lời, cháu nói rõ xem sao. Hai đứa có chuyện gì? Thế chẳng hay bố con nhà Tèo sang đây định bắt vạ gì chăng? Thì bà hỏi con gái thầy. Có chuyện gì đây? Ui dồi ôi, không lẽ hai đứa bọn này nó... Cái gì? Hả? Bà ơi, bình tĩnh bà ơi, bà ơi. Rồi. Nào, bình tĩnh khổ quá. Thằng kia, nói nhanh, có chuyện gì nói. Con nói đi. Con bẩm bà là chuyện hôm đó làm sao? Thế nào? Dạ, hôm đó bọn đang chơi rồng rắn lên mây ạ. Thì mèo vấp ngã. Chị. Thế xong là sao? Xong rồi con ôm, con đỡ Mão ạ. Rồi thế nào nữa? Hết rồi ạ. Thế có cái gì? Xong thế nào hả con? Hết rồi ạ. Thật là hết không? Không có chuyện gì nữa à? Không ạ. Ây trời ơi, thế chúng mày lo lắng chuyện gì nào? Dạ, bọn sợ có chửa. Chửa? Ai nói với chúng mày thế? Ai nói? Dạ, thầy đồ ạ. Hả? Dạ, thầy ở lớp thầy dạy là cứ cầm tay chạm chân là có chửa ạ. Ở lớp thầy còn cấm nữa ạ. Lại còn cả cấm à? Ôi trời ơi. Khóc cái gì? Thôi nào, cầm tay cầm chân làm sao mà chửa được. Này, nghe này, thầy nói nào, kể cả có ôm nhau cũng không có em bé được, nghe thấy chưa? Ừ. Ông dạy chúng nó thế à? Tại sao lại đi dạy chúng nó như thế à? Dạy đồ. Này. Kéo vứt vào tôi đấy. Ông dạy chúng nó như thế à? Cái gì đấy? Ông chạy đâu? Chạy ra. Tránh ra. Vứt vào tôi đấy. Ông vứt vào này.